chào tất cả các anh. Bao tích nhà em hôm nay lại về hàng rồi. Bao tích là một sản phẩm mà khách nhà em mua rất là nhiều. Có rất là nhiều khách hỏi là bao tích mua về thì ngâm rượu như thế nào và bóc bao tích ra làm sao. Thì hôm nay em xin giới thiệu với các anh cách bóc bao tích cho anh nhá. Bao tích nhà em hàng tuyển chọn thủ già rất là to và đẹp. Bao tích thì các anh mua về rửa sạch và bóc bao tích để ngâm rượu các anh nhá. Bao tích thì bóc tách rất là dễ. Các anh có thể xem ạ. Có thể bóc bao kích như thế này và cho ngâm vào bình rượu các anh nhé. Đây ạ. Bóc cực kỳ dễ và đơn giản luôn, không hề khó khăn đâu ạ. Bao kích ngâm rượu thì có tác dụng rất là tốt đối với việc bồi bổ cơ thể của mình, đặc biệt là bổ thận tráng dương, tăng cường sức khỏe cực kỳ tốt các anh nhé. Đây ạ. Bóc cực kỳ dễ dàng luôn, không hề khó khăn một chút nào. Chỉ cần một